Các bạn ạ, chuẩn bị cho lên các cái xe để di chuyển, để cho được những con trâu lên xe một cách đơn giản. Hôm nay là mà nó kiểu nhìn, em thấy không? Mình lát nữa cũng phải ra kiếm con ngựa về đúng không? Nhưng mà nó có một du khách người có ngựa hơn đấy. Đây con lâm ra là phải né xa nó ra. Mưa này có cưỡi đâu, trời thì càng ngày đổ mưa càng to các bạn. À hơn 90 triệu anh em nhé. Không biết à, không phải nó đẻ ở Bắc Hà đâu nhỉ, để mua nó rẻ. Mà con này không phải ngựa bạch, con này bao nhiêu tiền đây? Kẻ du khách Tây đến xem. Ê, chị này chị ôm con này yêu nhỉ. Thấy ai không? Ô, hôm nay đi đây nhưng mà trời mưa quá đi. Chào nó xong. Dạ em anh thông cảm, em đang đi quay. Khác anh ơi. Khúc khách à? À cụ này để làm gì đấy? Cụ được. Hôm nay mình biết là cái thì đi. À, chào người đẹp, lên lâu chưa? Mình chắc là 1-2 tuần nữa là xong các bạn ạ, tuần. Tiền thửa con rúi là mang ra nhà hàng đang mặc. Đấy, rất. Họ này về là món có một người chưa trả tiền đi rồi à? Đây là khá đen chứ. Gặp anh em nhé. Này, hay nhiều anh em bảo là đây là cà rất là nhiều. Quả cà này nhiều. Đâm ra là chuối trên này là một cái gì đấy nó ơi. Này hôm qua hôm kia ở đây thì mưa khá là to mà. Mình đang nhập đang bán đấy. Cái cơm nấu. Cái này là bao tiền một bò hả chị? Để anh em nhìn một bò nó hai tên. Cái này em rồi. Chưa có à? Lấy chồng bà già đâu mà bà già. Thế năm nay bao nhiêu tuổi? Con cái vàng đúng rồi. Hả? Cẩn thận thế nhỉ? Không, nó dính mỡ. Đẹp quá. Cái mức chưa hả? Này. Anh em thấy à thế ạ? Chào xem. Của thì 10.500 chiếc đúng không? Là miếng. Ơ thanh niên. Lại giảm tiêu này. À. Cho nó con vịt. Ừ. Thế nó gọi là chậm. Chết rồi đó. À, mì. Ok đó. À. Sao cả chó? À, chị.
Rồi, chúc ở nhà ăn. Chào chị nha. Anh làm nửa cân đi. Ủa mà sao nó lại đem đem lên đấy? Để em chống vật luôn. Điều kheo nó thường hay đắng. Để ướt một tí nhá. Tôi luôn nằm rồi. Có 35.000 không? Có. Cho 35.000 nhá. Ngon. Ê, đừng cho mì chính. Tôi cho à? Vâng. Lấy rồi. Đây, đây, đúng rồi. Thôi, được rồi, được rồi, ok. Mình ăn cay mà. Thế á? Ok, ok. Em thử. Thế mấy lòng này. Đúng. Bây giờ anh em đi chơi. Khu ẩm thực ở cái nóng hổi bốc khói lại thèm đúng không ạ? Trên đó khoảng 30 cây số. Đó là chợ anh em đi. Nó để lâu nó chờ sửa nó mùi. Chợ dại nó như nào? Ở trên này người ta rất là chợ nó rất là lớn. Chị biết chú có tiền mà. À chị biết chú bán là bán theo bò này à? Vâng ạ. Bao tiền một bò này? Có những cái chả thằng cố nó chưa to như này luôn đấy anh em ơi. Làm bao thằng cố đi chú. Chú đi hỏi gì đây? Nhiều rồi nhá. Ôi giời, nhà này luôn luôn có trễ ngon. Chỉ nước qua lại ủng hộ thì tay thì đang cầm máy quay đây. Lần sau lại thay bát này. Ờ. Cô ơi, đây cho con hai cái. Hai cái. Bên nhà đây, bên nhà xong rồi. Cái này ngon mà. Vâng. Đen xịn. Ê con gái à? Con dâu. Con gái. Chị cảm ơn. Đây là thứ hai. Tất cả là đi làm rồi. Tán là này. Tán là tán. Tán là tán. Đi mua con nào nào mà cả con nào nhá. Hả? Ngon. Tiền cho thì nó mới ăn. Ờ, trả tiền rồi đây. Ờ, cao đó. Tí mang sau thì bán xong. Lâu lâu ai tí được không? Ủa, anh được mà. Này. Xì đây là bán rẻ. Em ơi. Cái khẩu hả đi? Cái khẩu này là 4 năm thôi, ta lấy đất mà. Em gái với con gái. Em à? Rồi, cho nó ngon rồi nhá. Non. Lấy đi. Lấy giúp. Trả tiền. Quả nhá. À, cho thêm một quả. Ô. Cho luôn vào quả.